Ngày 16 tháng 9 năm 2024, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Nông đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn Tâm, khu 6, xã Quang Húc. Gia đình ông Tâm thực hộ nghèo, bản thân ông Tâm bị tai biến, liệt nửa người, không có khả năng lao động. Vợ ông Tâm mất sớm, hiện nay ông Tâm đang sống trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp, không đảm bảo cuộc sống. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tâm, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng để ông Tâm có thêm điều kiện sửa chữa nhà. Căn nhà được sửa chữa từ tháng 8 năm 2024, thuộc nhà cấp 4, 3 gian, diện tích gần 120m². Sau hơn một tháng thi công, đến nay căn nhà đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng kinh phí xây dựng trên 80 triệu đồng. Việc hỗ trợ các hộ nghèo sửa chữa nhà đại đoàn kết là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ hộ nghèo an cư, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tam Nông.